Ơi, chào bà con. Mì ý huy. Chào quý vị các bạn. Colorman đang có mặt tại số 115 đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu. Ở đây là một cái tiệm mì nó rất là nổi tiếng ở đây, chỉ có dân địa phương mới biết, tiệm mì ý huy. Ở đây bán hủ tiếu mì và đặc biệt là bán hủ tiếu mì gì? Bán hủ tiếu mì heo quay nha, chứ không phải bán hủ tiếu mì bình thường nha. Trời ơi, thời tiết hôm nay là lo quá bà con ơi. Trời, sáng nay ra trời đang thù lui rồi, không biết tối nay, không biết là tối nay vào lúc 6 giờ mình có thực hiện được cái chương trình Tiếng Rau 4.0 mình để giúp cho dì Nía bắt bánh tay Yến ra sao nữa. Lo quá, lo gì lo gì, lo giờ mới 6 giờ lo ăn sáng chứ. Ô, mì này nhà mình làm hả chị? Dạ dạ dạ. Dạ. Đó, mì heo quay. Vô trong có cái menu. Dạ. Có một bánh thánh công nhỏ đấy về con, để nó kiêng. Ở đâu? Ở ngoài. Đưa cái đâu bánh thánh đâu rồi? Để nó đâu lại luôn. Cầm lên con. Bánh nhỏ của 25 hả? Dạ. Nhỏ về nó kiêng. Vô ngồi. Ủa đây cái này mì. Dạ không sao đâu, dạ dạ. Tôi nhìn mấy cái cục quay quá trời luôn kìa. Một bữa đi. Một bao này là giờ 45 nè. Còn cái hủ tiếu này giống cái bánh canh quá vậy ta. Hủ tiếu đây có cái bánh lọt, bánh lọt gạo chút. À bánh lọt hả chị? À à à. Em chi nhìn tưởng. Mì này chắc nhà làm quá hả chị? Ồ, hèn chi thấy khác dễ sợ luôn. Hấp dẫn chút cô ơi. Sáng cho nó nhanh đó. Đứng nhiều chút nè. Rồi 4 cây xong, chỉ 4 cây dọn, 4 năm cụ dùm cây. Rồi này 25. 45 ngàn của ai? Đây là mà thả chở của ai á? À. Ý Huy trên 40 năm bán rồi, cũng yếu. À, Ý Huy là cô hả? Cô này hả? Đứng đây coi, đứng chờ coi cô chặt thịt biểu diễn nè. Ý Huy là tên cô luôn hả? Dạ. À, dạ. Dạ, sao đó gì? Dạ. Phải đảm bảo vệ sinh hả chị? Dạ. Đó đó đã chưa? Wow. Hồi mới sáng sớm mà mới có 6 giờ 7 mà. Đây là nhầm thứ 7 chủ nhật vậy đó. Dạ. Dạ. 7 nhật đông lắm hả gì? Thứ 7 chủ nhật khách nó xa
Dạ dạ. Chứ đồ bình thường thì ở đây cũng bán gai gai hả cậu? Dạ. Dạ thưa năm nay gì bao nhiêu tuổi là gì? Dạ 74 rồi. Ủa 74 hả? Ồ. Rồi dĩ hôm nay 74 mà nhìn trẻ quá trời ta. Ồ. Sức mại bự vậy ta. Rồi sức mại của người Hoa to vậy sợ luôn. Rồi to thì có bình nè bông, hai mì khô với hai. Rồi, vô. Mày mì khô thông thức bà con ơi. Đó bữa nay mình chỉ ghi hình cho bà con thôi, cái sâu không khí thôi đó. Đó đang mở đầu nó hơi dài nhưng mà mình thấy vui quá rồi. Dạ rồi. Dạ. Thôi cho em tô đó luôn đi. Dạ cho em tô đó luôn đi. Dạ đây. Ủa, đi luôn hả? Ai mở miệng dạ rồi. Tới gì nè, lên hỏi tiếng nó đi. Quá trời đông. Rửa xăng ơi. Rồi, cho em tô luôn, em bưng vô luôn. Đẹp quá. Ồ, cái nước sốt này nha, cái nước sốt này hơi bị độc đáo đó. Mì luôn nè, tô được cái mì nè. Dạ. Mới bưng ai mì à, phải không? Dạ, nước sốt không, đặc biệt. Không, mới bưng tô mì à. Hai rồi, hai ăn mì, tiền là cái nước sốt đó nha. Quay xíu mại tức là thịt hay quay xíu mại. Tự xíu mại. Hoàng Hành tự mình xíu mại quay. Không biết cùng xíu mại quay làm sao luôn á. Mấy em nó dễ thương lắm bà con. Quay xíu mại là cục quay. Trời ơi. Đây còn xíu mại nè. Cái cục xíu mại này bự quá ha. Là mình tò mò quá mình phải. Ba hủ tiếu khô quay xíu mại, cái này là mì khô xíu mại. Mì quay chứ mì quay xíu mại nha, bà con đừng có tưởng lầm là mì quay xíu mại là cái cục xíu mại quay nha. Rồi, cảm ơn con.
ít nước tương à, mình nếm trước à, ít cho quên chụp hình à. Xanh nữa chụp hình, chụp hình tôi em giống tôi anh mà à, tôi em á hả, ờ à, cho tôi em ra anh chụp cho. Ngu ghê á. Không ăn anh không ăn xíu bạn hả? Ồ cái này ăn giống như mình đi trang trời. Ồ cái sốt này độc lắm nha, cái nước sốt này rất là ngon. Cái sợi mì nhà làm ghê ai. Dạ sực sực. Dạ. Dạ nay đi bán bánh tay yến. Cái tô của Sang này phải không? Đó. Ít phút dành cho photo. Tô Vân đẹp hơn. Rồi đấy. Rồi trộn lên nha. Đó, có một cái súp đây nữa. Rồi. Ở hôm nay thời tiết lạnh lẽo vô cùng bà con ơi. Đấy, chờ luôn. Đó, mình thêm một ít nước tương nữa vô mình trộn với cái sốt nguyên thủy của Y Hui. Tiệm mì này có hơn 40 năm rồi bà con. Mình phải thử với cục xíu mại này. Thơm giả măng. Nó nhân nè. À, mình bỏ vô đây. Đó, thiếu sạc xê tiếp. Thôi được chút chắc. Mình thêm miếng chanh. Rồi, thêm miếng ớt. Hèn chi nãy giờ thấy thiếu thiếu. Hóa ra là thiếu ớt. Cái quay này rất là tươi ngon. Thơm nữa. Mình đã từng ăn mì xá xíu, mì khô xá xíu rất là nhiều rồi. Nhận mì mà mì khô mà với heo quay vậy là đúng là chưa. Mình thấy hầu hết ở đây ai vô đây cũng gọi cái món mì khô xá xíu à, mì khô heo quay hết. Hủ tiếu mì quay. Đây chính là món signature quán này nha bà con. Vô đây đừng có gọi món gì khác hết. Rồi, bố một cái tao với cô quay xin lại.
con đường không? Đã quá. Cảm ơn rất nhiều quý khán giả. Không biết sao rất là nhiều bạn và coi cái clip mình ăn cà ri vịt cầu số 4 nhắn vô chú ơi, chú nhớ đi ăn hủ tiếu mì Ý Vui. Mà có một số bạn là đưa cái tên là Ý Vui là HUI, mà ở đây là Hui này là HUOI. Rất là lạ luôn. Thì bây giờ mình chỉ biết là cô Mì Hoa thôi, mà cái tên không biết vì sao có cái tên lạ vậy. Có cái tô nước sốt đen lắm, mà trộn. Cái tô đó là bí truyền á. Tất cả các tiệm mà mình thấy mấy cái chỗ mà bán hủ tiếu khô hay mì khô là cái nước sốt đó là những cái nước mà tuyệt chiêu của họ. Quay xíu mại, tưởng cục xíu mại để đi quay. Dễ thương. Anh tưởng là xíu mại quay lên. Không, nhiều khi đó là một món mới đó. Đúng không? Có thể đó là phát minh của Hoàng Anh sẽ là một món mới. Giờ ai mở quán một hủ tiếu mà lấy cái xíu mại quay là tôi lấy nhiêu tiền cả không, tôi bình thường á, tôi thường là như 45. Tôi vừa là 50, tôi đặc biệt là 60. Không biết tôi mình dạng gì luôn. Ồ, chung ở Bạc Liêu mà tôi 60 là mà đông khách về chứng tỏ là nó ngon lắm, đúng không? Chờ bánh tôm lâu quá hả? Không bán thêm mà. Tức là sao? À, ăn chung với thập cẩm. Ô lạ rồi. Vậy thêm kem thêm con nữa đi. Sáng vui. Trời ơi. Cái hộp xíu mại bự chà bá luôn. Hủ tiếu mì quay. Hủ tiếu mì quay xíu mại khổng lồ. Rồi,
cái này mì khô luôn. Là địa chỉ số mấy nãy quên rồi ta? 115 hả, đúng không? Dạ thưa quý vị các bạn, bà con có về có về Bạc Liêu thì đây là lại là thêm một địa chỉ mọi quá ngon ở tại Bạc Liêu, rất lâu đời, hơn 40 năm, gần nửa thế kỷ. Hủ tiếu mì quay, hủ tiếu mì thịt quay Ý Huy, và quý vị các bạn nhớ gọi nha, phải gọi thịt quay thì nó gọi, phải ăn thử thịt quay. Làm một cuộc xíu mại khổng lồ nữa, bá cháy bò chét luôn. Sáng sớm làm tô thì chắc ngon tới chiều luôn. Rồi quý vị các bạn thân mến, hy vọng rằng quý bà con tối nay, tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 vào lúc 18 giờ mình sẽ có mặt tại trước cửa vỉa hè, trước cửa hàng FPT ở tại đường Hai Bà Trưng, đầu chợ đêm Bạc Liêu, để giúp cho dì Nghĩa bán bánh tay yến, 500 cái bánh tay yến. Thời tiết giờ này đang mưa bão ầm ầm ngoài kia, lo quá. Biết sao được, nắng mưa là chuyện của trời, bán buôn là chuyện của đời chúng ta. Rồi đúng rồi, hẹn gặp lại. Yeah.